Xin chào anh em và các bác. Hôm nay em lại giới thiệu với anh em và các bác một chiếc máy ảnh đến từ Nikon. Đây là chiếc máy ảnh Nikon D300 nhé. Đây, chiếc này thì em mới về được nguyên hộp đây các bác và anh em. Đây, em xin phép mở ra và cho các bác và anh em xem. Đây, đây của nó gồm có một chiếc body này. Body này. Body D300 này. Còn rất mới các bác và anh em. Đấy, rất chi là mới, cao su chữ nghĩa rất chi là đẹp. Đấy, còn đây là cái gì? Đây là đây là đĩa cài, chiếc sách hướng dẫn. Đấy, một quyển sách hướng dẫn. Đấy, hàng này hàng sách tay Nhật các bác và anh em nhé. Đấy, mua được của một bác hay mua về nhưng bác ít dùng. Đây là chiếc len. Đấy, len còn cả hút luôn nhé. Đây, len này là len 1870 nhá, f3.5 đến 4.5 nhá. Chiếc này, chiếc len này là ngày xưa anh em mình gọi là siêu kit đấy. Đấy, còn gì nữa không nào? Đây là dây đeo vác vào anh em ạ. Đây, đây là dây kết nối dây sạc. Và đây là một chiếc sạc. Thế là bỏ cái này ra xem nào. Thế là coi như là chiếc máy này là gồm có này, body này, len này, len 1870 này, và sạc, dây kết nối dây. Đây gì đây? Dây là dây USB. Đấy, chiếc máy này thì theo em đánh giá thì là còn khoảng 95%. Đấy, còn rất đẹp. Các chữ ở đây nó chưa bị mờ nhá các bác và anh em nhé. Đấy, xem pin nào. Pin đây, đúng rồi. Thẻ nhớ, có cả thẻ nhớ luôn nhé. Đấy, thẻ nhớ là thẻ CF 4GB nhá các bác và anh em nhé. Máy này nó dùng thẻ to nhé. Máy này thì là máy dòng có vẻ là chuyên nghiệp lắm ấy, của Nikon đấy. Đấy, các bác nhìn đây này. Đấy, có dòng Pro nó hay có thiết kế như này. Đấy, này em xem nó. Đây, còn rất đẹp. Đấy, màn chập nghe rất kêu. Đấy, đanh. Đấy, này em thử lắp len vào em chụp cho các bác và anh em xem. Đấy, còn này nó lại ngược với của Canon nhá các bác và anh em nhé. Này, lấy nét rất nhanh, ảnh em này rất ấm nhá. Đấy, nhìn rất ấm. Zoom lên rất chi là kiểu pro phết, màu rất cổ. Đấy, em xem cái len nào. Len này thì mặt này còn rất đẹp. Đấy, mặt này thì có một ít mốc nhá các bác và anh em có thể về lau qua đi. Đây, có một chút mốc ở đây. Đây, em xin quay qua về ngoại hình như test qua về chức năng đấy để các bác và anh em biết. Nếu ai có nhu cầu thì liên hệ với em. Này, đây, em này thì có các chức năng, có cả nhiệt độ ca này. Đấy, chỉnh các chế độ mờ để các bác chỉnh tay này. Đấy, em này thì em xin phép bán với giá là cả bộ này là 3 triệu các bác và anh em nhé. Nếu các bác và anh em có nhu cầu thì liên hệ với em ạ. Một bộ và máy 3 triệu Pro như thế này thì còn gì bằng. Đấy, chỉ mỗi có một chút mốc ở đây các bác về vệ sinh cho em mất khoảng 100.000 là ok. Đấy, đây, em về như nào thì em bán nguyên si như thế cho các bác và anh em.
chứ em không lấy lại một cái gì để bán riêng hoặc như nào đấy. Đấy. Vậy bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé, qua số điện thoại của em cũng như là fanpage, và có gì không có gì mà thắc mắc thì các bác cứ comment hỏi em nhé, hoặc gọi cho em. Số điện thoại của em là 0982988007 nhé, để biết thêm thông tin về em nó. Vậy em xin chào các bác và anh em nhé, hẹn gặp lại các bác và anh em ở video sau ạ. Này, một chiếc máy còn rất đẹp, chiếc len thì có thể hơi xấu hơn một chút, nó hơi mờ, chắc là do len này là người ta dùng lâu rồi. Đấy. Thôi em xin phép dừng video tại đây nhé, hẹn gặp lại các bác và anh em ở video sau ạ. Chào các bác và anh em nhé, bye bye.